Này lớp nào em? Lớp nào em? Lớp mấy? Lớp mấy hả? Lớp mấy vậy? 51 sao không nói? Mình lớp tập trung mình làm mình nè. Này lớp mấy vậy? Sắp ngôi sao làm sao? Ờ dễ mà. Em xếp ngôi sao giùm cô ơi. À, con mới xếp. Trời ơi. Để em xếp cho. Được rồi. Đọc đơn tờ giấy coi. Cô bị biết xếp em xếp giùm em thôi khỏi Nguyệt giống như ít thôi là chứ có. Nguyệt cầm cá Nguyệt kìa. Nguyệt kìa. Nguyệt. Thôi thì cầm cái luôn. Trời ơi. Cảm ơn. Ừ. Ừ vậy đó. Chính xác. Rồi đừng cho rung. Nè xếp con sao vậy nè. Thôi. Trời ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi rất ngay giữa. Nhưng mà hả? Mày phục vụ sao đó? Mày miền miền đó. Mày thơ hay không? Mày được cách vô bè. Rồi. Được chưa? Rồi gấp đôi lại. Xong. Ủa chưa ta? Ăn mất. Ủa cái gì đồ ăn đó? Thầy ơi, thầy ơi. Thầy ơi, có đồ cái đồ cục gác thôi kìa. Được chưa? Rồi lấy kéo cắt. Cắt luôn. Mình lấy kéo lại. Anh cãi được. Thầy không đăng em lên luôn thầy. Đăng lên thầy. Cãi được. Cắt càng. Chíp, chíp. Chíp, 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 chíp. Rồi, đúng, đúng rồi sao chưa? Thầy làm thêm một ừ. Đúng rồi đó. Đó. Ngôi sao. Ngôi sao muốn cắt hoa luôn. Cái này ngôi sao. Đẹp quá đi. Nè cắt hoa này cũng cắt vậy luôn. Chéo vô. Rồi ok ha, đó là cái này ngôi sao. Ê, chưa. Kéo em hả? Em đang vào một giáo viên ở bên đây, chị bạn ở bên đây. Xin mời các thầy cô giáo ban giám khảo chuẩn về văn phòng để chúng ta chuẩn bị cho ngày thi. Để chạy quay nữa. Ôi kia. Chán quá thầy trời lâu quá. Em chạy lại nữa. Lớp nào hoàn thành xong thì em về phòng giáo viên để chuẩn bị ha. Xin mời quý thầy cô trong ban giám khảo và chuẩn bị văn phòng. Lớp mấy vậy? 53 hả? Gấp gì dán, lỡ thì trễ thì dễ đi, dán cho nó canh ngay đi. Gì vậy? Gì vậy? Đèn gì vậy? Đèn lớn hả? Số 5 mà xe, đèn lớn. Cây gì nè, số 3 ở đây nè, bên đây nè. Cái chỉ cho dán. Lồng ở đây rồi chỉ đèn nằm đây, cái bọng ở đây. Chết thì vừa. Rồi 53 đây, đây đúng rồi. Mãi đi với chị, dán chị lồng này, chị đèn này nè.
Thơ nỉ à? Thơ... Nghe kể à? Quay vòng vòng. Cái gì vậy Vũ? Đó là cái gì? Cái rổ hả? Cái rổ hả? Làm mấy bông sen á mà thiếu cạnh rồi, bông sen mà thiếu cánh rồi. Bông sen thiếu gì? À, thiếu cánh luôn. Cánh thì có 1 vòng mà. Ta phải 2 vòng chứ. Cánh ít nhất cũng phải 2 vòng chứ. Thầy ơi, làm cái đồ treo đèn cầy trước rồi mới dán. Làm ở trong kia thì cái nào cũng làm trước. Vậy là phải thêm một cái cây để treo lồng đèn đó, treo đèn cầy nữa. Đèn ngang đó, chuyện đó vẽ ngay lại. Cái này không rồi, cái đó làm sao mà. Quang của chất này nghe, tôi làm nó đẹp. Cái đứa không có, không có, hoài làm anh em rồi. Làm rối hết trơn. Xong chưa? Nộp, nộp, nộp. Cho nào rồi, em xem cái này cho tôi nha. Tôi giữ cho. Cái nào? Tới bữa đó cho em lại đây em rước á. Em phải cầm cái đó em xách đi vòng 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 á. Hồi thầy học lớp 3 thầy làm bao lớn không? 1m2. Rồi tối thì dắt đi chợ, thì dắt từ nhà đi chợ, dắt đi bộ. Trời ơi. Dắt á, là 1m2 lận, bự lắm. Đâu rồi? Trưng bày đâu rồi? Đó. Lát lấy cái gì luôn nghe. Chiếc tàu. Ủa cái này là mình biết kết quả này không hay là sắp lại trường á? Tiếng Anh trong một ngày hoặc là trong một tới chấm sao rồi công bố. Sắp tiếng Anh lại rồi. Hai lớp á. 41 cái này ba. 3 lớp. Có lớp là
có 41 có 41 với 42 43 là nó trong 12 41 luôn nữa. Đúng rồi, 3 lớp luôn. Coi coi sắp dựng ha, để sợ phòng xuống nè. Nè, cái tiết 4, cái cô của mẹ thứ thứ 2 tới thứ 3 cũng tới luôn nè. Buổi chiều á. Thứ mấy? Lớp 4 mà. Vậy ở tiết 4 là ở đại trường. Tiết 4 là đại trường rồi. Thứ 3. Thứ 4 đại trường luôn. Ở thứ 4 đổi một tiết được thôi, đại trường dạy một tiết thôi. Thì đó. Thì em đại trường cũng hai tiết kiện đó, bây giờ em đổi.